Xin chào các bạn, can thiệp nâng cấp vòng 1 là một can thiệp ngày 1 phổ biến và được rất nhiều chị em quan tâm. Vậy thì để can thiệp nâng cấp vòng 1 một cách đẹp và an toàn hơn thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì trước khi chúng ta can thiệp phẫu thuật? Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của bác sĩ Hoàng Long, và trong video hôm nay thì bác sĩ chia sẻ cho các bạn 5 cái điều chúng ta cần chuẩn bị trước khi chúng ta thực hiện nâng cấp vòng 1. Đầu tiên đó chính là cái tình trạng sức khỏe của chúng ta. Can thiệp nâng cấp vòng 1 là một can thiệp đại phẫu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta, do vậy nên là cái tình trạng sức khỏe của chúng ta thì cần phải được đảm bảo và được chuẩn bị kỹ càng nhất. Tình trạng sức khỏe của chúng ta thì phải ổn định, khỏe mạnh, không mắc những cái bệnh lý mãn tính như là tim mạch, huyết áp, tiểu đường, không điều trị những cái bệnh lý về nội tiết, không được ở trong cái thai kỳ hay là đang cho con bú trong cái thời gian dưới 6 tháng. Phải xác định xem là cái tiền sử thai sản của ta như thế nào, cái nhu cầu sinh nở của ta sau khi thực hiện nâng cấp vòng 1 là có hay là không, tình trạng toàn thân của ta thì có bị dị ứng những cái loại thuốc gì đã dùng trước đấy hay không, nó sẽ liên quan ảnh hưởng đến cái tính an toàn trong quá trình phẫu thuật của chúng ta. Và cái tình trạng tại chỗ của vòng 1 đánh giá sơ bộ xem là cái vòng 1 của chúng ta gặp phải cái tình trạng là teo tuyến, thiếu cái tổ chức mô tuyến cần thiết, hay là có tình trạng xa trễ vì đại để chúng ta có cái biện pháp can thiệp nó phù hợp. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần chuẩn bị đó chính là những cái hiểu biết, những cái tìm hiểu về cái quá trình can thiệp của chúng ta. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu về những cái phương pháp can thiệp sao cho phù hợp với cái tình trạng vòng 1 của chúng ta nhất, bởi vì là mỗi cái vòng 1 thì sẽ có cái tình trạng khác nhau. Chẳng như bạn có tình trạng teo tuyến thì chủ yếu cái can thiệp của chúng ta sẽ là đặt túi đụng vào để của chúng ta có cái độ nhô, độ căng đẩy phù hợp. Hoặc là các bạn có tình trạng xa trễ phì đại thì chúng ta sẽ phải tiến hành cho trễ và cắt lọc mô tuyến phì đại, chỉnh sửa cái phần vòng 1 của chúng ta sao cho nó có kích thước, kích cỡ nó phù hợp. Cái điều nữa các bạn cần tìm hiểu đó là những cái đường phẫu thuật can thiệp vào vòng 1 của chúng ta sao cho nó phù hợp với tình trạng của chúng ta, đảm bảo về cái tính thẩm mỹ cũng như là đảm bảo về cái ảnh hưởng tác động lên quá trình thai sản cho con bú của bạn sau này. Còn cái điều hết sức quan trọng nữa là hầu hết những cái can thiệp nâng cấp vòng 1 của chúng ta đều sử dụng những cái loại vật liệu cứng đúc, do vậy nên là chúng ta cần phải lựa chọn những cái loại cứng đúc này sao cho nó phù hợp về loại túi này, về hình dạng, về kích thước, về thể tích của túi đụng để chúng ta can thiệp một cách hợp lý nhất. Và một cái điều bạn cũng phải tìm hiểu đó là cái cơ sở can thiệp uy tín cũng như là những cái bác sĩ có chuyên môn, có tay nghề để có thể can thiệp cho các bạn một cách an toàn và đẹp. Thông tin tìm hiểu này thì các bạn có thể xem lại những cái video bác sĩ đã chia sẻ trước đây để có thể là hiểu thêm và có cái lựa chọn nó phù hợp với cái tình trạng vòng 1 của mình. Và cái điều thứ ba bác sĩ khuyên bạn cần chuẩn bị đó là cái vấn đề về thời gian. Cái quá trình can thiệp của chúng ta sẽ cái thời gian là một ngày can thiệp, một ngày chúng ta nằm lại theo dõi hậu phẫu tại bệnh viện, sau đó thì chúng ta có thể trở về nhà, hoàn toàn có thể là đi lại sinh hoạt bình thường được, và thường ta sẽ có thể trở lại công việc nhà bình thường sau thời gian khoảng từ 3-5 ngày. Do đó thì chúng ta cũng có thể sắp xếp cái thời gian để có thể can thiệp và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Và cái điều thứ tư chúng ta cần chuẩn bị đó là cái quá trình chăm sóc hậu phẫu sau khi chúng ta thực hiện phẫu thuật. Khi can thiệp nâng cấp vòng 1 thì thường ta sẽ phải mặc áo định hình vòng 1 để có sự ổn định trong cái thời gian khoảng từ 1 đến 1,5 tháng. Kèm theo đó là những cái lưu ý về sinh hoạt, vận động cũng như là ăn uống. Trong cái thời gian đầu sau khi thực hiện nâng cấp vòng 1 thì chúng ta sẽ thường phải tránh những vận động mạnh, tránh những việc chúng ta tì nén nhiều lên cái ngực của chúng ta. Ăn uống thì chúng ta sẽ phải kiêng một số đồ dễ gây dị ứng hay là gây bao sơ kích ứng. Kèm theo đó là chúng ta có thể thực hiện những pháp chạm hay là massage để giúp cho cái vòng 1 của chúng ta được ổn định và mềm nhanh hơn. Và cái điều cuối cùng cũng rất là quan trọng để chúng ta cần phải chuẩn bị đó là cái khoản chi phí chúng ta cần phải bỏ ra để chúng ta tiến hành can thiệp phẫu thuật. Nâng cấp vòng 1 là một can thiệp đại phẫu và chúng ta phải bỏ ra khoản chi phí tương đối là lớn, mình là từ trên 50 triệu. Do vậy chúng ta cần có cái sự chuẩn bị tốt nhất về mặt chi phí để chúng ta có thể lựa chọn những cơ sở tốt, đảm bảo an toàn y tế cũng như là cái can thiệp vòng 1 cho chúng ta theo đúng nhu cầu nguyện vọng của chúng ta ban đầu. Trên đây là 5 cái điều chúng ta cần chuẩn bị trước khi chúng ta thực hiện một cái can thiệp nâng cấp vòng 1 để giúp chúng ta có một cái can thiệp được đảm bảo an toàn và đẹp hơn. Nếu bạn đã thực hiện nâng cấp vòng 1 rồi thì hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình ở dưới video này, xem là cái quá trình chuẩn bị cũng như can thiệp của bạn có giống như những cái điều bác sĩ đã mô tả hay là không. Hy vọng những cái thông tin bác sĩ vừa cung cấp thì có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình can thiệp nâng cấp vòng 1 được đẹp và an toàn hơn. Nếu thấy hay thì cho bác sĩ một like, chia sẻ video này để mọi người cùng tham khảo. Hãy đăng ký kênh của bác sĩ để đón nhận những thông tin chia sẻ hữu ích về phẫu thuật thẩm mỹ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.